À, bây giờ tôi sẽ giúp vợ làm món riềng kho cá. Cá sáng nay vợ mới đi mua được mớ cá đồng rất ngon. Chỉ kho riềng là ngon rồi các bạn. Riềng mua ngoài chợ người ta làm rất phải. Để cả củ đập cái bập cái ra. Thế cái chày mà đập đập với sẽ tiện mà. Chày quá luôn. Bầm bầm gì thế? Chưa mua được. Chặt miếng nhỏ đập đến phập cái đây này, miếng nôn này này đó, để cả đập đến phập cái được. Ủa lắng lại con dao với chị nè. Thế thì có video để mà coi đúng không? Thế là cái chặt đôi ra cái được đây nè, rửa sạch này chặt hết chưa? Ít à, được. Chả băm dọc, băm chặt đôi chứ lại chả bật bập thẳng. Rồi bố. Nhét vào đủ nốt cho các. Tí còn đổ lên trên này đi không? Giờ nhét vào đủ nốt thôi chứ. Không, rửa đi.